Già đẽ lớn hay cò sói là một thành viên của gia đình nhà cò. Cò sói được tìm thấy ở Nam Á, nhưng chủ yếu vẫn là ở Ấn Độ và kéo dài về phía đông đến Borneo. Tuy phân bố khá rộng, nhưng chỉ có hai quần thể sinh sản, một ở Assam, Ấn Độ và một nơi ở Campuchia. Sau mùa sinh sản, chúng bắt đầu phân tán và di chuyển đến các vùng khác để sinh sống. Cò sói có một cái mỏ khá lớn, nếu không muốn nói là khổng lồ, với chiều dài lên đến 32 cm, có màu xám vàng nhạt, một cái đầu trọc và một cái túi đặc biệt trước cổ. Cái túi đặc biệt trước ngực kết nối với các đường ống dẫn khí và không kết nối với các đường ống tiêu hóa. Chức năng chính của cái túi kỳ lạ này cho tới giờ vẫn chưa được rõ, và đặc biệt là không hề có liên quan đến việc dùng để lưu trữ thức ăn. Cò sói là một con chim khổng lồ, chiều cao trung bình khoảng từ 145 đến 150 cm, chiều dài trung bình khoảng 136 cm, sải cánh khá rộng lên đến 250 cm, và cân nặng dao động khoảng từ 8 đến 11 kg. Cò sói có một đôi cánh đen, trong khi phần lông cánh và dưới bụng có màu trắng. Cả hai giới tính đều giống nhau và rất khó khăn cho việc phân biệt. Các chim vị thành niên là một phiên bản đờ đẫn và kém năng động của chim trưởng thành. Ban ngày, chúng thường xuất hiện tại các bãi rác với lũ kền kền cùng các loài chim nhỏ khác. Chúng đi lang thang khắp nơi bên cạnh những con bò và cả những người nghèo đói đang kiếm sống quanh bãi rác. Ngoài bãi rác, chúng cũng xuất hiện tại các vùng ngập nước. Ngoài xác thối, nó còn ăn cả ếch, loài bò sát, gặm nhấm, côn trùng lớn, và nó còn ăn cả các loài chim lớn như hồng hạc. Cò sói thiếu cơ thanh quản và tạo ra âm thanh chủ yếu bằng tiếng kêu vang, đôi khi nghe như là tiếng gầm gừ. Số lượng lớn cò sói đã từng sinh sống ở châu Á, nhưng đã bị giảm đi rất nhiều đến mức bị đe dọa. Sinh sản. Tổ là một cấu trúc lớn các cành cây đặt ở phần cuối của một nhánh, gần như nằm ngang trên một thân cây cao. Chim mẹ đẻ khoảng 3 hoặc 4 quả trứng màu trắng. Cả hai chim bố mẹ cùng thay phiên nhau ấp trứng trong khoảng 35 ngày kể từ ngày đẻ trứng. Trong tổ thường có rất nhiều phân của chúng, và trong những lúc nắng nóng, chúng thường vùi chân mình xuống lớp phân để hạ nhiệt độ xuống. Các chim non sẽ rời tổ và bay quanh các thuộc địa lúc 4 tháng tuổi, nhưng chúng vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh bố mẹ để được chăm sóc. Tuổi thọ trong tự nhiên chưa được biết đến, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống lên đến 43 năm. Cò quăm đỏ sinh sống tại các vùng nhiệt đới Nam Mỹ và các khu vực đảo của vùng Caribe. Cò quăm đỏ còn là loài chim quốc gia của Trinidad và Tobago. Loài chim này không thể nhầm lẫn với bất kỳ loài chim nào khác vì bộ lông màu sắc đỏ tươi vô cùng ấn tượng, nhất là khi chúng đậu trên cây với số lượng lớn hoặc
khi chúng bay thành đàn lớn trên mặt nước. Phía sau là rừng cây xanh bạt ngàn, tạo khung cảnh thần tiên như một bức tranh đầy màu sắc. Ngoài ra, đây cũng là loài chim biển có sắc lông đỏ rực duy nhất trên thế giới. Cò quăm đỏ có kích cỡ trung bình, với chiều dài cơ thể khoảng từ 55 đến 63cm, cân nặng khoảng 1,4kg, chiều dài sải cánh khoảng 54cm. Mặc dù dành phần lớn thời gian để đi bộ hoặc lội nước, và có thể nói chúng là loài chim mặt đất, tuy nhiên khả năng bay của chúng là vô cùng tốt và có thể bay rất xa. Khi bay, cổ của chúng kéo dài ra phía trước, còn chân duỗi thẳng về phía sau. Chim trưởng thành có bộ lông hầu như chỉ duy nhất là một màu đỏ tươi. Riêng phần cuối của lông cánh chỉ có một phần nhỏ có màu đen, và có thể nhìn thấy màu đen này khi chúng xòe cánh ra. Mỏ khá dài hơi cong xuống ở phía đầu mỏ, và mỏ cũng có màu đen giống như một phần nhỏ ở lông cánh. Cái mỏ dài đặc biệt này giúp chúng thăm dò thức ăn tốt trong bùn mềm hoặc bên dưới lớp thủy sinh. Thức ăn bao gồm phần lớn là côn trùng, cá, động vật thân mềm và động vật giáp xác. Khi chúng ăn một số lượng lớn tôm và các loài giáp xác màu đỏ khác, đã tạo ra hoạt động astaxanthin. Đây cũng là thành phần quan trọng trong việc tạo nên sắc tố trên lông của chim. Khi kiếm ăn, chúng thường tụ tập thành bầy đàn lớn, lên đến hàng nghìn cá thể. Chúng cũng thường xuyên chia sẻ khu vực kiếm ăn cho các loài khác như cò, diệc và cả vịt. Điều này giúp chúng tăng sự an toàn khi kiếm ăn trên các vùng ngập nước. Môi trường sống bao gồm các vùng đất ngập nước, bãi bồi, bờ biển, khu rừng mưa nhiệt đới, rừng ngập mặn và các sinh cảnh đầm lầy khác. Những con cò chưa trưởng thành là sự kết hợp màu sắc của nâu, xám và trắng, tạo nên một bộ lông chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khi chúng phát triển hơn, màu lông sẽ dần thay đổi dựa vào khẩu phần ăn từ các loài động vật giáp xác màu đỏ. Điều này đã tạo nên sắc lông đỏ tươi cho chúng. Sinh sản. Mùa sinh sản thường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, đôi khi được kéo dài đến tận tháng 1 năm sau. Tổ được làm khá đơn giản, giống như nhiều loài cò khác, chủ yếu được lót bằng các cành cây nhỏ. Tổ được làm trên cành cây trong vùng ngập nước, đôi khi được lót trên các hòn đảo. Có thể khi làm như vậy, chúng sẽ giảm thiểu được nguy cơ bị ăn thịt. Chim mẹ sẽ đẻ từ 3 đến 5 quả trứng. Thời gian ấp kéo dài khoảng từ 19 đến 23 ngày. Các chim non được cả chim bố lẫn mẹ chăm sóc cho đến khi trưởng thành. Tuổi thọ trung bình trong tự nhiên là khoảng 16 năm, và trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống lên đến 20 năm. Cò quăm đỏ được bảo vệ trên toàn thế giới, với số lượng trên toàn cầu là khá lớn và được xem là loài chim ít được quan tâm nhất về các nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, ở một vài quốc gia thì cò quăm đỏ lại bị suy giảm mạnh và được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng cao.